liên quan đến vụ bắt người mẫu Ngọc Trinh tội gây rối trật tự công cộng, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, bước đầu người mẫu Ngọc Trinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngọc Trinh thừa nhận là không có bằng lái xe mô tô nhưng vẫn cùng với đông tổ chức điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm và quay clip về các hành động này để đăng lên mạng xã hội nhằm câu like. Đầu tháng 9 năm 2023, Đông cùng Ngọc Trinh kéo theo một số trợ thủ để quay lại clip Ngọc Trinh biểu diễn các động tác phản cảm nguy hiểm với mô tô hiệu Ninja trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh và Đông tiếp tục thực hiện điều tương tự với xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3115.88 trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai lần, Ngọc Trinh đều cho một số trợ lý đi cùng để hỗ trợ việc quay, chụp ảnh quá trình Ngọc Trinh và Đông biểu diễn mô tô. Sau mỗi lần như vậy, Ngọc Trinh biên tập lại các clip, hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Riêng Đông khai nhận, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3115.88 là giả. Đông thừa nhận, biết giả nhưng vẫn mua xe về sử dụng vì thấy rẻ và thích. Nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng xác nhận, thầy dạy Ngọc Trinh biểu diễn là Đông đã bị công an quận 8 tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A2 do vi phạm nồng độ cồn trước đó, nhưng vẫn dạy Ngọc Trinh biểu diễn xe mô tô để câu like công an đã khởi tố bắt tạm giam ngọc trinh về tội gây rối trật tự công cộng khởi tố bị can bắt tạm giam đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng riêng với những trợ lý giúp sức cho người mẫu ngọc trinh và đông công an đang củng cố hồ sơ làm rõ từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật